Tôi rửa xe thế này này, chắc là cái nước phọt phọt thế này để rửa thì nó phọt sang bên đây. Mà nhưng mà cái con mụ này nó cũng lắm điều lắm, cho nó chị. Đúng là con mụ béo, mà không hiểu sao nhá. Mỗi lần nhìn thấy cái mặt phèn phẹt như mặt lợn của mụ ấy, tôi ghét lắm. Hôm nọ ấy, nhà mình mua cái tivi mới, nó ghen ăn tức ở, nó lượn đi lượn lại rồi là nó chửi đồng của nhà mình đấy. Nó chửi á? Nó chửi còn gì sao nữa? Cô không chửi? Tôi chửi lại bà ấy, có nghĩa là tôi bằng bà ấy à? Này, cả tuần nay nhá, hễ nhà mình ăn gì là tôi vứt tất cho nhà nó. Thế à? Vứt mũi chơi mũi. Ăn cái gì vứt tất sao? Chúng mày ăn uống xong chúng mày vứt rác sang nhà bà. Rác rưởi chúng mày không ăn luôn nốt đi. Bây giờ chúng mày lại còn phun nước bẩn vào mặt vào mũi bà thế này nữa. Trời ơi, chúng mày vểnh cổ ngẩng tai lên mà nghe bà chửi đây đây. Bà sấn váy quay công lên mà cho chúng mày một trận bây giờ. Trời ơi, cái đồ vô học, đồ mất dạy, đồ mất dạy. Trời ơi, cái đồ đồ vô ý thức. Trời ơi, cái đồ trời ơi, đồ Remy pha son cái gì? Sướng lắm đấy mà còn dừng mỡ hả? Sáng ra có mỗi cái mảnh sân bằng nắm tay, mệt nhọc gì mà đứng đây mà hát. Này, hả? Này, ông không biết cái gì thì ông đừng có nói nhá. Ông nhìn kia kìa, chúng nó ăn uống xong chúng nó vứt rác ra nhà mình. Bây giờ chúng nó lại phun hết cả nước bẩn vào mặt mũi thôi. Ông nhìn mặt mũi vợ ông thế này mà cũng xót xa. Xót xa cái gì? Bà không biết cái gì à? Bà không biết làm gì à? Biết làm cái gì? Nó phụt nước sang nhà mình thì mình phọt lại nước xem là nó. Cái gì? Ừ. Mình phọt nước phọt sang. Phọt sang. Ừ. Chuẩn bị vòi phọt nước sang nhà nó. À mà thôi. Phọt làm sao? Khoan đã làm sao? Phọt để sau. Việc này quan trọng hơn. Việc gì? Bà đi gọi ngay hai đứa chúng nó về đây cho tôi. Nhưng mà chúng nó còn đang đi học cơ mà. Học cả đời, học riêng gì hôm nay. Việc này rất cần gấp, gọi ngay nó về đây cho tôi. Thế bao giờ thì phọt? Phọt để sau, bây giờ mình tiết kiệm nước đã. Phọt để sau. Phọt để sau. Gọi ngay chúng nó về đây. Ôi, cái ông này. Phọt ngay. Cái cặp. Úi giời ơi. Ôi, còn đứng lù lù ở đây à. Đến mày cũng không có nước tưới nhá. Ngày mai hết nước, ông cho mày lên chào bưởi. Thế làm sao nhỉ? Từ sáng ra đi họp hành gì, bây giờ về để bắt chúng nó nghỉ học là thế nào nhỉ? Chứ cái đồ sở người này không ai hiểu được. Kính thưa mẹ, kính thưa vợ, kính thưa toàn thể gia đình, hôm nay tôi triệu tập cuộc họp bất thường như thế này là bởi vì ngày hôm nay tôi đi họp ở trên phường, tôi nhận được một cái công văn rất là bức xúc, rất là khẩn trương và rất là cấp bách. Đây công văn đây, thằng này đưa đây. Bà đọc cho con cái công văn này. Khổ quá bà, cái chữ đâu mà đọc. Đưa đây tôi đọc. Mẹ mày đọc. Đấy, mọi người lắng nghe rồi có ý kiến góp ý xây dựng cho cái công văn này. Trời ơi, nhà tăng, ga tăng, xăng tăng, bây giờ lại đến điện lại tăng nữa, lương thì chả tăng bao giờ cả. Thế này thì bỏ nhà mà đi ăn mày mất thôi. Này, làm cái gì mà mình phải chu chéo meo giật như thế? Chính vì lẽ đó, hôm nay tôi mới triệu tập cuộc họp bất thường như thế này là để tham khảo ý kiến mọi người, để tìm cái biện pháp khắc phục, để làm sao cái hiện tượng mất điện ấy nó không làm đảo lộn, xáo trộn cái sinh hoạt trong gia đình mình. Việc đầu tiên là tôi tự ứng cử, tôi là trưởng ban tiết kiệm, mẹ mày là phó ban tiết kiệm. Phó ban. Còn thư ký, con này là thư ký. Con làm thư ký đi,
bố đưa giấy bút cho ta làm đi. Đây. Đây, bố giấy đâu, giấy đâu? Giấy đâu bố? Ở đây, có cái tờ kết quả số đang mày ghi tạm ở đây. Viết đẹp vào con nhá. Nào, ông nói tiếp đi. Mùa hè này sẽ có nguy cơ thiếu điện trầm trọng. Giá điện sẽ tăng vọt vọt, mà có thể mất điện trên toàn quốc, kéo theo phường phường mất điện, nhà nhà mất điện và người người mất. Mất gì? Ai mất? Mất bao giờ? Mất điện, mất điện. Chiếc chả nghe gì cứ hỏi linh tinh. Thôi thế là chúng ta đã tìm được ra trưởng ban tiết kiệm và phó ban tiết kiệm cùng với thư ký. Tôi đề nghị mọi người ai có ý kiến gì thì tham gia đóng góp ý kiến. Bây giờ đầu tiên là bà có ý kiến gì không? Kiến gì? Bà có ý kiến gì không? Kiến nào? Kiến gì? Kiến ở đâu? Có cái lợn đường chúng mày ăn nó nắp đậy không chặt, kiến nó vào đen đặc ta đủ mẹ nó đi rồi còn đùng nó còn mà kiến mới để trả. Bà ơi, nhà con hỏi là bà có ý kiến gì không? Ý kiến? Ý kiến nào? Ý kiến? Chả có ý kiến gì. Mẹ mày tắt nghe cho tao cái tivi. Chả tập trung, chả tham gia, chả có ý thức đóng góp xây dựng cho cái cuộc họp thế nào cả. Thế bây giờ ba đứa chúng mày dùng tùy tiện có ý kiến gì không? Chúng mày có ý kiến gì không nói với bố? Không có ý kiến gì. Mẹ mày có ý kiến gì không? Thôi. Bao nhiêu ý kiến ông thu thập được ở cuộc họp nhá, thì ông mang về đây ông áp dụng một cái gia đình là được rồi. Ông cứ quyết định đi, ông quyết định thế nào tôi nghe theo. Thôi được rồi, đã thế thì bây giờ ý kiến của tôi đều phải được tuân thủ, phải được phục tùng. Nhất trí. Đầu tiên là bà, con hỏi thì không phải là ngày bà đi vệ sinh mấy lần? Thằng này, mày hỏi vấn đề để làm gì? Để con đưa vào văn bản. Để đưa vào văn bản thế này bà này. Vệ sinh à? Vệ sinh thì bây giờ già rồi, tắm rồi một tuần có 2 lần thôi. Thế là được rồi. Còn cái vấn đề kia thì yếu nên là tao không đếm nổi. 20 hầu qua bên này đi bà. 20 đến nhiều thế à? Đấy mấu chốt ở đây này bà này. Mấu chốt là chỗ đấy đấy. Mà tốn nước nó cũng là chỗ đấy đấy. Tốn nước ở đây này. Con đề nghị thế này, từ ngày mai bà đi vệ sinh bà đi bớt bớt một chút có được không? Bớt một chút cố gắng vậy thôi chứ chưa biết thế nào. Thì mỗi ngày bà đi 20 lần, bây giờ bà giảm xuống còn 3 lần. Mà nếu không thì anh ơi, để đêm mai em ra chợ em mua cho bà một cái bồn thật là đẹp vào. Xong đút dưới cổng giường ấy, bà đi dồn toa vào, đổ một lần cho đỡ tốn nước, được không bà? Được không? Thế tôi tạm cố gắng. Rồi khắc phục đi bà con, mai mua cho bà cái bồ đi bà. Thôi được rồi, cái vấn đề của bà coi như là đã xong. Bây giờ đến lượt ba đứa chúng mày. Đấy, chúng mày nghe bố đấy. Từ ngày mai bố đề nghị chúng mày là cả tuần mới chỉ được thay quần áo một lần. Rồi. Riêng đứa nào bẩn về đây tao cho ở chuồng. Còn cái vấn đề học hành thì chuyển từ buổi tối sang học hết 3 ngày. Chỉ học 3 ngày thôi để tiết kiệm điện. Đúng rồi. Đứa nào muốn xem tivi thì đi xem nhờ bên đằng xóm. Đúng rồi, sang nhà lão tiểu có xem không? Đúng rồi, sang nhà lão tiểu ấy. Nhưng mà xem thế bất tiện lắm. Mày thấy bất tiện, mày không xem thì mày đi ngủ. Chứ tao bắt mày xem này. Đi ngủ? Giờ đấy đi ngủ làm sao được, nóng lắm. Mày ngu lắm con ạ. Mày lên mày nằm một lát, nó nóng rồi nó tỏa mồ hôi ra rồi mày sẽ mát thôi. Nó ngấm hết vào người con ạ. Giờ trả bố ơi, lấy cho chúng con mấy cái chăn, nó rời mát lắm ấy. Hay thôi, để bọn con hội ý đã. Được rồi, hội ý đi. Hội ý đi, hội ý đi. Đi. Nhá, đồng ý nhá. Dạ, con xin có ý kiến ạ. Ý kiến đây. Dạ, theo chính sách tiết kiệm của gia đình ta thì con xin có ý kiến như thế này. Ví dụ như là tối hôm nay học ở phòng con thì tối mai học ở phòng em Tùy. Ngày kia học ở phòng em Tiện. Như thế sẽ giảm được 2 bóng đèn. Tốt. 2 cái quạt. Tốt. Nếu đã như thế thì từ ngày mai 3 đứa chúng mày dùng tùy tiện. Nhưng nhớ là phải học cho tốt và phải tiết kiệm. Ghi vào, ghi vào. Nếu học dùng tùy tiện. Ghi vào con. Dùng tùy tiện, ghi vào. Thế còn ý kiến của mẹ mày thế nào? Ông ơi, thế coi như cái việc của bà của chúng nó là xong rồi. Rồi. Bây giờ phương án của tôi với ông như thế nào, ông phải cho biết chứ. Đây, tôi có tất cả những phương án để cho bà thực hiện. Nhất nhất phải thực hiện. Rồi.
Này ông ơi, nhưng mà những cái phương án này chỉ là tạm thời thôi nhá. Ông ấy là phải dứt điểm, phải có phương án lâu dài đấy, chứ không thế này được đâu. Bà cứ yên tâm, mình thực hiện 3 tháng hè năm nay, còn năm sau ta lại tính tiếp. Tính tiếp. Hòa ơi! Đây! Ra mở cổng đi! Đây! Ông về chưa? Ông sợ? Này, ông rước những cái thứ đồng nát này ở đâu về đấy? Bà vừa cười, bà bảo cái gì nó đồng nát? Bà bảo tôi thì hóa ra thế tôi là thằng đồng nát à? Ôi dìu, ông mua những cái thứ này làm gì? Ngu lắm. Sao ngu? Tôi đi từ sáng đến giờ, nói chọt cả lưỡi, mòn cả môi mới thu thập được ngần này thứ. Thế mà bà đồng nát à? Thế mua làm gì chứ? Mua lắm đấy. Đúng là cái đồ đàn bà. Chả nhìn xa trông rộng gì cả. Nhìn xa trông rộng nó ở chỗ này. Ôi trời ơi, khéo vỡ cái ông này. Vỡ thì ngày mai tôi lại mua. Tỉnh tướng. Mà này, nói tóm lại thì ông mua những cái thứ này để làm gì? Để đựng nước. Sao lại phải đựng nước vào đấy? Bởi vì bây giờ mất điện thì không có nước thì bà sẽ dùng bằng cái gì? Cho nên tôi mua cái này về để phòng chữ. Trời ơi, cao thủ thế nhỉ. Ô thưa bà này. Hả? Thế còn cái này, mua cái này làm gì? Từ ngày mai không dùng bếp ga bếp điện nữa. Sao lại không dùng? Tất cả mọi thứ nấu nướng đều thông qua cái bếp than tổ ong này hết. Sao lại thế? Giời ơi, bà chả hiểu cái gì cả. Tiết kiệm. Rồi, tiết kiệm nước á. Tiết kiệm điện nữa. Ông ơi, ông chả thương vợ ông gì cả. Ông nhìn vợ ông đây này, trông nó hòm hèm như thế này này. Ông bắt nó hít khói bụi thế này rồi mà họ lao thối cổ nó chết à hả? Trời, bà mà hòm hèm. Chứ không à? Bà mà hòm hèm đầy đứa nó muốn hòm hèm như bà. Úi giời nghe. Trông người như là sumo. Tôi thì có khác gì con cá khô không? Thôi đừng có nói với người ta cười rồi đấy. Tôi đi vào nhà đi. Đi lên. Làm chi anh cũng như em rồi được gì, có gì mà lại đâu em, có gì mà lại dẫn dối em, không hề biết tội em đâu. Này dạ. Mày đi toilet phải không? Vâng ạ. Mày đi nặng hay đi nhẹ? Đi nặng ạ. Nặng đúng không? Vâng ạ. Mày mà nói sai tao cho cái gáo vào đầu mày nhá. Vâng ạ. Nhớ chưa? Rồi. Nặng. Này. Ôi, chỉ biết này thôi à? Thì suất của mày chỉ có ngần ấy thôi. Mày đi khéo thì mày khéo thì mày sử dụng. Còn mày không khéo thì tao kệ mày. Đi vào đi. Nặng đúng không? Vâng ạ. Tao ưu tiên cho mày thêm nha. Vâng bố ạ. Đi vào đi. À mà thôi. Vào đi. Đi vào đi. Bố mà mày chết còn. Chết thì kệ mày nha. Duyên tình không chọn, giờ đẹp làm chi, anh cũng như em, sao vui được gì. Chị Hòa ơi, em về trước đây. Em về trước đi, xong đây chị về luôn. Chúng mày gõ nó vừa thôi. Vỡ bát là cho chúng mày ăn bốc đi nhá. Thế bố ơi, mẹ lâu về đấy, con đói lắm rồi. Từ từ rồi mẹ mày sẽ về. Mà ở nhà nhá, tao đi có việc, lát nữa tao quay về ngay. Vâng à. Bây giờ rồi sao mà cứ nhìn cột điện đấy là cái nào hả? Lại có cái gì không? Cái gì? Dây điện đấy chứ cái gì? Đấy, chính nó đấy, dây điện đấy. Nó làm sao? Nó làm sao? Không hiểu cái gì cả. Đêm qua tôi có ngủ được đâu. Sao mà không ngủ được? Tôi nghĩ nát cả óc đấy. Cái gì mà nghĩ đến nát óc ấy?
đúng là bà chỉ là đàn bà thôi. Nắm xuống một cái là ngáy khò khò như con bò sống. Có biết cái gì đâu. Nếu cứ dùng điện như hiện nay thì vợ chồng mình sẽ mất rất nhiều tiền. Đúng. Mà mất nhiều tiền thì vợ chồng con cái mình sẽ khó. Trời ơi, còn gì nữa thì bây giờ làm cách nào? Có cách nào không? Thì tôi nói như này. Vợ chồng mình quyết định. Quyết định gì? Cầu điện. Cầu điện. Có nghĩa là từ nay trở đi mình dùng điện vô tư thoải mái. Nóng lạnh nhà mình bật 24/25. Bà nội nhà mình đêm đến cho đi toilet 50 lần cũng không ảnh hưởng gì. Đúng. Ôi giời ơi, thế thì phải câu điện câu ngay. Cầm ngay cái mục đi. Lộ ra bây giờ thì em cám. Nói cho biết nhá. Ông nhìn này này, cái cột điện này trước cửa nhà nó. Sáng nay tôi đã đào bới xới lộn nhà nó lên rồi. Đào cả tông ti họ hàng nhà nó lên rồi. Đấy, cho nên là tôi không có làm việc với nó đâu. Cái việc đấy ông lo. Là đàn bà. Suốt đời chỉ là đàn bà thôi. Một kiếp không trở thành đàn ông được nhá. Thôi đừng có vớ vẩn nữa. Bà cứ yên tâm, việc này để tôi lo. Tôi sẽ sang vợ chồng nhà nó. Tôi hòa giải vợ chồng nhà nó. Nói chuyện với vợ chồng nhà nó. Mọi chuyện sẽ êm xuôi thôi. Đấy, cái việc đấy ông lo nhá. Chứ tôi không có lo gì đâu, vừa chửi nhau rồi. Thôi được rồi, đi về ăn cơm đã. Chứ đi. Gì đấy? Đây. Dạ vâng. Rồi. Có ngay. Hai vợ chồng nhà bác tiểu lầu với nhà không ạ? Đứa nào léo nhéo cái gì ngoài đây? Dạ, vợ chồng em Hỏa Mộc, Mộc Hỏa đấy ạ. Cô chú Hỏa Mộc đấy à? Thế hôm nay cô chú sang tìm tôi có việc gì? Dạ. Vợ chồng em sang đây là... Dạ, có chuyện muốn thư với hai bác đấy ạ. Hai bác thông cảm cho em sáng nay em nóng tính lắm hai bác ạ, gương mà không giữ được bình tĩnh đâu, cứ mổng chó vó ngựa thế thôi. Đồng bóng lắm đấy mà. Chứ bụng dạ chả có cái gì đâu hai bác ạ, hai bác thông cảm cho em nhá. Không sao. Nói thật với cô chú là vợ chồng tôi thì nó cũng quảng đại lắm, vâng, bụng nó cũng rộng lượng lắm. Người bác là biết ngay. Vâng. Thế vâng. Này bác ạ, cái việc đầu tiên coi như là đã xong. Thế còn cái việc thứ hai, lát nữa vợ chồng em sẽ thưa. Dạ vâng, vâng. Để mời bác vào ngồi ghế ạ. À, không, chú ngồi đi chứ ai để thế. Không. Chú sang chơi mà, chú ngồi thì thôi. Của nhà bác thì bác cũng ngồi chứ. Của bác bắt dùng. Thế hả? Chú thông cảm nhé. Thế bây giờ có chuyện gì thì cô chú nói tôi nghe xem nào. Chả là thế này bác ạ. Cái thời gian qua ấy, vợ chồng chúng em là để ý tới nhà bác ấy, là dùng nhiều điện và nhiều nước. Lãng phí quá. Mà em nói thật với hai bác nhá, với khả năng sử dụng như thế của nhá, em nói thật là tháng vừa rồi cái tiền điện của nhà bác rồi không dưới 500.000 đâu, đúng không ạ? Đúng mình. Đấy, rồi. Sao biết? Đấy, hàng xóm láng giềng phải quan tâm đến nhau chứ. Tình nghĩa nó là chỗ đấy. Tình nghĩa nó là chỗ đấy. Thế thì bây giờ thì... Thế này, bác có nhìn cái gì? Cái cột điện như cái gì? Đúng chốt là chỗ ấy đấy. Cái cột điện đấy. Cái cột điện nó nằm gần nhà bác. Vâng. Nó lại thuộc lãnh thổ phạm vi nhà bác. Thật đấy. Đúng rồi. Thì đố đứa nào dám bén mảng đến mà nhòm ngó. Đố đứa nào dám xăm soi nhà bác ấy, đúng, đúng không ạ? Đúng. Chính vì thế hôm nay vợ chồng em sang đây là muốn bày cho hai bác cái cách mà dùng rất nhiều điện, dùng rất nhiều nước. Rất nhiều nước, rất nhiều điện mà tốn rất ít tiền. Thế mới sướng. Tốn ít tiền. Vâng, hai bác bàn, hai bác bàn. Liệu có tin được không? Hằng ngày vợ chồng Mộc Hòa là gian lắm. Thế mà bỗng nhiên hôm nay lại tốt với nhà mình. Tôi nghĩ là có âm mưu đấy. Cẩn thận này, mặt gian lắm. Được rồi, mình cứ bình tĩnh để hỏi nhé. Cứ để xem nó giả kiểu gì nhé.
Bác bàn bạc xong chưa ạ? Xong rồi. Thế bây giờ chú có phương pháp gì chú cứ nói đi. Ôi trời ơi, đơn giản lắm bác ạ, đơn giản lắm, đơn giản lắm. Cái này là cái gì? Rồi ôi câu câu điện. Ôi giờ thì nói đơn giản là ăn cắp điện nhá xong. Rồi, thế bây giờ làm như thế nào? Nó có nghĩa là thế này. Ở đây rất nhiều dây điện. Ta chỉ cần đấu một sợi dây điện vào bất kỳ nhà nào đó. Nhà điện chúng ta sẽ dùng thoải mái. Dùng vô tư. Bác tắm cho người, tắm cho chó nhá. 24/24. Thậm chí đêm hai bác hứng khởi trời có lạnh mấy. Hai bác dậy hai bác tắm tắt kỳ cọ đến tận sáng luôn. Bác ơi mà tốn rất ít tiền điện. Ôi trời ơi, cái mấu chốt là ít tiền điện. Kinh tế. Thôi bây giờ thế này nhá. Bây giờ chúng ta đã quán triệt xong rồi. Xong rồi. Tiến hành ngay. Tiến hành. Ok. Ok. Này, chú ơi, tôi bảo này. Ông nhà tôi ấy, tôi béo cảnh càng thế này chậm chạp lắm. Với lại bị bệnh cao huyết áp, không trèo cao được. Ôi giời ơi, nhỏ nhắn này nhanh nhẹn, kỹ thuật cao chú ơi. Thế giời ơi, ngài bác cái biến thể thì yên tâm đi. Nhà em này nhỏ bé thế này, xinh xinh thế này. Giời ơi, nhanh như con sóc ấy. Không phải lo, chúng em chuẩn bị hết rồi. Chuẩn bị hết rồi. Chuẩn bị hết rồi. Thế thì nào, 1, 2, 3, tiến hành. Dạ bác. Dạ thôi, xong việc chúng em xin phép chúng em về trước để chúng em mà về trước nha. Chúng em cũng về nhé. Vâng, đi nào. Thế không đưa gói quà này cho nhà tiểu lâu à? À thôi thôi thôi, xong việc rồi, mang về cho các con. Mang về cho các con. Mang về cho chúng nó. Mang về cho chúng nó. Xong chưa? Giữ thang cẩn thận nhá. Rồi. Thôi lên đi. Một chắc vào. Mày ơi, quên, có cần cái này không? Cái này không? Cái đấy á, không cần, chỉ cần cái này thôi. Giữ cẩn thận đấy, giữ cẩn thận. Nó bé thôi. Mình, sao đấy? Bụi ở mắt à? Không sao. Cẩn thận, cứ cẩn thận. Bình tĩnh, bình tĩnh. Trời ơi, bà ơi, có điện rồi. Ăn cắp được điện rồi. Dùng vô tư rồi. Bà hai, bà nhìn này, bà nhìn này. Tất cả. Sáng chưa, bà nhìn sướng chưa? Ui giời ơi. Lên mà nhìn cái lên ăn cắp được điện rồi, vào bật đóng anh lên mà dùng 24/25 tiếng. Trời ơi bà ơi, điện rồi đấy rồi. Ah!
Từ từ đã nào. Ôi giời ơi, nhanh lên. Đã bảo lúc này kiểm tra đang cẩn thận, nó tuột dây ra bây giờ nó chết. Thì có cái gì thì nói luôn đi, lại còn cứ bảo kiểm tra là kiểm tra nó cẩn thận. Nhanh lên. Rồi. Giời ơi, nhanh lên. Mẹ không nó nhìn thấy bây giờ thì bỏ mẹ chứ đi. Từ từ đã nào. Cứ nào từ từ. Ây, đang làm cái trêu đùa ấy. Ui, bảo này cũng làm cái biến ấy. Giời ơi, tắt dùng cái bây giờ. Xuống. Hello. Không có lô đề gì hết, xuống, ông xuống khăn trước, nhanh lên. Vâng, em xuống. Xuống. Hóa ra là ông Mộc với ông Tiểu. Giữa ban ngày ban mặt, ông không phải là thợ điện. Ông treo lên cột điện làm gì? À, chả là... chúng tôi trèo lên để kiểm tra. Kiểm tra gì? Điện của nhà nước nhá. Ông có phải thợ điện không mà kiểm tra? Thì ông nó cười nhỉ, thì như điện thì nhà nó phải kiểm tra chứ, không nhỡ nó có cái chuyện gì thì làm sao. Ông cứ nói vớ vẩn. Thôi, không có lỗi thôi. Ra phường giải quyết. Đi. Ra phường, ra phường. Đi ra phường. Ra phường thì ra chứ sao? Đi. À, từ từ ông Tiểu, ông phát cái thang ra phường rồi. Sao lại phải phát? Vật chứng ăn trộm điện. Gì phát? Ôi giời ơi. Làm như là to lắm. Nhanh lên. Nhớ từ từ chứ. Trời ơi bác chỉ bác ơi. Trời ơi bác ơi, chồng em có tội gì mà bác bắt chồng em lên đây? Chồng em bắt phạm cái tội gì? Con đánh người giết người quan khắc ăn trộm gì đâu mà bác lại bắt chồng em lên đây hả bác ơi? Trời ơi, chồng em nó chỉ câu trộm một tí điện thôi mà. Thế mà từ nãy các anh vẫn ngoan cố không chịu nhận ra sai phạm của mình. Nay chính vợ anh đã chứng minh điều này, anh có thể chối cãi được nữa hay không? Không ạ. Bác ơi, em xin bác, chúng em biết mức điểm của chúng em rồi. Nhưng mà bác ơi, bác nó không thả chồng em ra. Rồi, chồng em bị mắc bệnh tiền đình cái này. Rồi ôi, bác là rốt ở đây 2 tiếng đồng hồ là ngất ngay. Ngất ngay rồi. Đúng rồi bác ạ. À. Em đi từ cái cột điện về đây nó choáng hết cả mặt, nó đau hết cả đầu và cả thương quá. Dạ em xin có ý kiến ạ. Dạ vâng ạ. Dạ thương các bác. Bây giờ thì em xin nhận lỗi ạ. Ấy thế nhưng mà cái việc này xảy ra không phải chủ trương của em đâu, mà của vợ chồng thì kẻ xấu này ạ. Chính vợ chồng nó xui em làm cái này đấy ạ. Này ông bảo ai là kẻ xấu đấy? Ai là nhà nó hả? Cái đồ thăm như bố ớt. Thôi hả? Bảo thôi mà có kỳ vọng đấy. Thôi. Anh các chị không cãi nhau ở đây. Đây là lần đầu tiên các chị vi phạm mức độ chưa nghiêm trọng, cho nên tôi chỉ cảnh cáo, ghi biên bản. Còn tôi nhắc cho các chị nhớ, chủ trương tiết kiệm điện là chủ trương chung của nhà nước, nhưng không phải vì tiết kiệm điện mà các chị ăn cắp điện của người khác mang về dùng cho riêng mình. Anh chị đã nhận ra khuyết điểm của mình chưa? Chúng em xin hứa với bác là từ giờ trở đi không bao giờ vi phạm nữa. Chúng em xin hứa với bác. Dạ vâng ạ, chúng em cũng xin hứa đấy.